Đại tướng đáng gờm nhất Đông Ngô, 95 tuổi vẫn ra trận, từng đẩy Quan Vũ vào cửa tử. Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nếu nhắc tới các võ tướng nổi danh Đông Ngô thời Tam Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những tên tuổi quen thuộc như là Lục Tốn, Lữ Mông hay là Chu Du. Tuy nhiên, ngoài những nhân vật có tiếng kể trên, hàng ngũ võ tướng của Tôn Ngô còn có một người dù ít người biết đến nhưng lại dốc trọn tâm huyết cho sự nghiệp của tập đoàn chính trị này. Điều đáng nói còn nằm ở chỗ, võ tướng này không mấy nổi danh, lại là người đã trực tiếp tiêu diệt nhiều tướng quân khét tiếng Tam Quốc thời bấy giờ. Quý vị có đoán ra Ngọc Ánh đang muốn nhắc đến nhân vật nào không ạ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây! Người này không phải Cam Ninh hay Thái Sử Từ, cũng không phải Lăng Thống, Phan Trương, càng không phải là Mã Trung hay Chu Thái. Ông vốn là người đất An Huy, họ Đinh, tên Phụng, tự Thừa Uyên. Giai đoạn về vị tướng 95 tuổi vẫn rong ruổi xa trường. Đinh Phụng 176-271, tự Thừa Uyên là một tướng lĩnh của tập đoàn chính trị Đông Ngô thời Tam Quốc. Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp quân sự của mình, vị tướng họ Đinh này đã lựa chọn đầu quân cho Tôn Ngô và làm một đội trưởng dưới quyền Cam Ninh. Sinh thời, Đinh Phụng được miêu tả là người dũng cảm, tháo vát, luôn xung phong đi đầu trong các trận chiến. Nhờ tinh thần hăng hái chiến đấu, ông đã trưởng thành từ vị trí của một tiểu tốt và dần thăng chức lên tả thượng thư bộ binh. Ông theo ông Phò Ngô từ thời Tôn Sách, sau tiếp tục theo Tôn Quyền và còn phụng sự cho đến đời Tôn Hưu. Có thể nói, Đinh Phụng đã dùng cả cuộc đời của mình để cống hiến cho sự nghiệp của tập đoàn chính trị Đông Ngô. Theo các sử gia, có giai thoại truyền lại rằng, năm xưa Đinh Phụng dù đã ở tuổi 95 vẫn rong ruổi nơi tiền tuyến. Vì vậy, ông được nhiều người xem là tướng lĩnh cao tuổi nhất vẫn còn tham chiến vào thời bấy giờ. Mặc dù không nổi danh như những võ tướng cùng chiến tuyến khác như Chu Du, Lữ Mông hay Lục Tốn, nhưng trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa, Đinh Phụng chính là nhân vật đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu diệt hàng loạt nhân vật khét tiếng thời bấy giờ như Quan Vũ, Trương Liêu. Công nguyên năm 220, Đinh Phụng phụng sự dưới trướng của Lữ Mông, nhận lệnh đem quân chặn đường Quan Vũ, sau đó bao vây cha con Quan Công ở Mạch Thành. Đối với một tiểu tướng muốn đột phá vòng vây như Liêu Hóa, Đinh Phụng có thể bỏ qua. Nhưng đối với Quan Vũ và Quan Bình, vị tướng này quyết không cho họ có cơ hội tẩu thoát. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cha con Quan Vũ buộc phải lựa chọn đường rừng núi hiểm hóc để tẩu thoát, sau lại trúng phải bẫy của Phan Trương, Mã Trung và bị bắt giết. Có thể nói, nếu không có sự góp sức của Đinh Phụng, Mã Trung không thể nào bắt sống Quan Vũ. Vì vậy, vị tướng họ Đinh cũng được xem là một trong số những nhân vật đưa tới cái chết của nhân vật uy chấn Hoa Hạ một thời. Trong trận chiến Xi Lăng, Đinh Phụng tham chiến trong vai trò một bộ tướng của Lục Tốn. Trước vòng vây trùng trùng lớp lớp của quân Thục, ông đã anh dũng cứu được phó tướng Thuần Vu Đan. Sau đó, Lục Tốn dùng kế khiến lửa thiêu liên doanh của quân Thục Hán. Đinh Phụng lại giúp chủ tướng đánh Tiên Phong, góp công với chiến thắng, khiến quân Thục chuốc lấy thảm bại, làm Lưu Bị không lâu sau vì u sầu mà qua đời tại thành Bạch Đế. Trong trận chiến phạt Ngô của Tào Phi, Đinh Phụng xuất trận với vai trò là một bộ tướng của Từ Thịnh. Ông cũng dũng mãnh dẫn đầu cùng Tôn Thiều dẫn 6.000 binh mã đánh tan đại quân Tào Ngụy. Trong trận chiến này, Trương Liêu liều chết bảo vệ Tào Phi nên đã mất mạng do một mũi tên của Đinh Phụng. Tào Phi sau đó được Văn Xính cõng trên lưng chạy trốn, phối hợp với Tử Hoàng liều chết mở đường máu mới miễn cưỡng thoát khỏi sự vây khốn của tướng họ Đinh. Sau này, con trai Hàn Đương là Hàn Tổng cùng bộ tướng Hoàn Gia Hàn Ngụy phản Ngô cũng là bị Đinh Phụng thẳng tay giết chết. Chiến công nổi bật nhất của vị tướng họ Đinh phải kể tới giai thoại đánh đoàn binh trong tuyết và giành chiến thắng ở trận chiến Đông Hưng. Năm xưa, quyền thần Tôn Lâm uy hiếp hoàng đế thoái vị, lạm giết công thần. Cũng chính Đinh Phụng đã nghĩ ra mưu kế lừa Tôn Lâm đi dự tiệc rồi ra tay trừ khử gian thần, củng cố sự vững chắc cho Giang Sơn nhà Ngô. Có thể thấy, Đinh Phụng đích thị là vị võ tướng đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu diệt nhiều mãnh tướng nổi danh Tam Quốc như Quan Vũ, Trương Liêu. Vị tướng họ Đinh lấy cả đời cống hiến vì Đông Ngô cũng lập được không ít công lao cho tập đoàn chính trị này.
Chỉ tiếc rằng Đinh Phụng đã qua đời vào năm 271. Có ý kiến cho rằng nếu ông có thể sống thêm 10 năm, cơ nghiệp của Đông Ngô chưa chắc đã dễ dàng bị Tây Tấn thâu tóm. Quý vị thân mến, theo các sử gia, sau khi qua đời, Đinh Phụng được phong thần và lập miếu để hậu thế cúng tế thờ phụng. Trong khắp Tam Quốc lúc bấy giờ, người có danh tiếng không phải là ít, nhưng số người được phong thần và lập miếu như vị tướng họ Đinh cũng chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Và ngoài Đinh Phụng thì còn có một lão tướng khác có sức địch vạn người, lập được nhiều công lao cho thuộc Hán, đặc biệt ông có tài năng bắn tên khó ai địch nổi. Tuy nhiên cuối cùng ông lại hy sinh trên chiến trường, để lại nhiều tiếc nuối cho hậu thế. Vậy đó là lão tướng nào trong lịch sử Tam Quốc? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Hoàng Trung được La Quán Trung mô tả là một lão tướng nhưng sức địch muôn người, đã lập nhiều công lao cho Lưu Bị và là một trong ngũ hổ tướng của quân Thục. Cuối đời Hoàng Trung bị trúng tên do quân địch mai phục mà chết. Tuy nhiên, theo sử liệu, cái chết của ông lại hoàn toàn khác. Hoàng Trung, 145-221, tự Hán Thăng, quê ở quận Nam Dương, thuộc Kinh Châu, Trung Quốc. Trong Tam Quốc, ông được ví như một lão tướng có sức khỏe, tài năng chẳng thua kém ai. Trước khi đầu quân cho nhà Thục của Lưu Bị, ông theo Lưu Biểu cùng với Lưu Bàn, cháu Lưu Biểu, trấn thủ huyện Du thuộc quận Trường Sa. Lưu Bị mến mộ tài năng của lão tướng Hoàng Trung, nhiều lần ngỏ ý muốn mời nhưng vị tướng già nhất định không theo. Trận chiến tại Trường Sa giữa Quan Công và Hoàng Trung là bước ngoặt mở ra cơ hội cho Lưu Bị có được lão tướng dũng mãnh, sức địch muôn người. Sau nhiều trận giao tranh bất phân thắng bại, Quan Văn Trường giả thua dụ Hoàng Trung đuổi theo rồi vung đao bắt sống đối thủ. Tuy nhiên, vì mến mộ tài năng nên Quan Công không giết lão tướng, nợ đối thủ một mạng. Ngày hôm sau khi hai bên nghênh chiến, Hoàng Trung bắn dụng giải mũ trên đầu Quan Văn Trường với hàm ý thà chết, hai bên không còn nợ gì nhau. Cũng bởi lý do trên, Hoàng Trung bị nghi có thông đồng với Quan Vũ nên bị ra lệnh chém đầu, nhưng ông được Ngụy Diên phá pháp trường cứu sống. Trước biến cố đó, Lưu Bị, Quan Vũ nhiều lần gặp thuyết phục Hoàng Trung. Cuối cùng vị tướng già đã đồng ý theo nhà Thục. Hoàng Trung bắn tên bách phát bách trúng. Theo nhiều sách ghi lại, câu nói bách phát bách trúng dùng để mô tả những cú bắn chính xác tuyệt đối của Hoàng Trung. Tài nghệ của ông đã làm chúng ta nhớ tới Hòa Vinh, vị tướng có tài bắn cung chính xác trong truyện Thủy Hử về sau. Nói về tài năng bắn cung chính xác của ông, ví dụ đơn cử nhất là lần lão tướng già bắn dụng giải mũ trên đầu Quan Văn Trường ở khoảng cách vài trăm thước. Ngoài tài năng bắn cung, ông còn dùng giáo nhuần nhuyễn. Trong lần đầu ra mắt nhà Thục năm 219, đánh quân Tào ở núi Định Quân, Hoàng Trung khí thế hừng hực tiên phong dẫn quân, ông chém chết Hạ Hầu Uyên, danh tướng của Tào Tháo lập công ra mắt. Sau đó ông được Lưu Bị phong làm hậu tướng quân, ban tước quan nội hầu. Ông chính là một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục gồm có Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu. Năm 220, Lưu Bị dẫn 70 vạn đại quân đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ, Trương Phi. Hoàng Trung dẫn quân đến Di Lăng nghênh chiến quân Ngô. Hoàng Trung gặp Phan Trương, chém chết bộ tướng của Phan Trương là Sư Tịch. Phan Trương chống cự không nổi bỏ chạy. Quan Hưng, Trương Bảo đến khen ngợi Hoàng Trung và khuyên ông quay về, nhưng Hoàng Trung không nghe. Đánh được vài hiệp, Phan Trương bỏ chạy, Hoàng Trung rượt theo rồi bị trúng tên. Ông được Quan Hưng, Trương Bảo đưa về trại đến nửa đêm thì tắt thở. Cuộc đời của Hoàng Trung gắn liền với cây cung, mũi tên và khi chết ông cũng ra đi vì mũi tên ứng với câu nói sinh nghề tưởng nghiệp. Trước khi đầu quân cho Lưu Bị, ông theo Lưu Biểu cùng với Lưu Bàn, cháu Lưu Biểu trấn thủ huyện Du thuộc quận Trường Sa. Về sau Tào Tháo đánh chiếm Kinh Châu, lệnh cho Hoàng Trung thay chức tỷ tướng quân, có bản dịch là tỷ tướng quân, theo thái thú Trường Sa là Hàn Huyền. Sau khi Chu Du đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, Lưu Bị đem quân đến lấy Trường Sa, Hoàng Trung quy phục Lưu Bị. Theo nhiều sách sử ghi lại, câu nói bách phát bách trúng dùng để mô tả những cú bắn chính xác tuyệt đối của Hoàng Trung. Tài nghệ của ông đã làm chúng ta nhớ tới Hòa Vinh, vị tướng có tài bắn cung chính xác trong truyện Thủy Hử về sau. Tuy nhiên, nhân vật Hoàng Trung trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung được hư cấu khá nhiều. Dù không rõ năm sinh, nhưng nhân vật này vẫn được mô tả là lão tướng, võ nghệ ngang nhân vật Quan Vũ, đặc biệt là rất giỏi bắn cung.
Ông xuất hiện từ hồi 53 đến hồi 81. Ở trận núi Định Quân, nhà văn La Quán Trung mô tả vai trò của nhân vật Hoàng Trung rất lớn. Ông đi cùng Pháp Chính, không có sự tham gia của Lưu Bị. Nhân vật Hoàng Trung cũng được miêu tả là tự tay chém nhân vật Hạ Hầu Uyên đứt làm hai đoạn, khi tướng Tào Ngụy là Hạ Hầu Uyên mang toàn quân tới đánh doanh trại. Trong khi hai bên đang xô sát kịch liệt, đột nhiên Hoàng Trung từ trên cao thúc trống đánh xuống, khí thế rất mạnh vào sườn quân Tào. Quân Tào bị đánh tan nát, Hoàng Trung chém được Hạ Hầu Uyên và giết được thử sứ Ích Châu của Tào Tháo là Triệu Ngung. Về cái chết của Hoàng Trung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả như sau: khi Lưu Bị dẫn 70 vạn quân binh đánh Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung dẫn quân đến Xi Lăng nghênh chiến quân Ngô. Hoàng Trung gặp Phan Trương, chém chết bộ tướng hư cấu của Phan Trương là Sư Tịch. Phan Trương chống cự không nổi bỏ chạy. Quan Hưng, Trương Bào đến khen ngợi Hoàng Trung và khuyên ông quay về, nhưng Hoàng Trung không nghe. Đánh được vài hiệp, Phan Trương lại bỏ chạy. Hoàng Trung rượt theo, được chừng vài dặm, hai đạo binh mai phục ao tới, một phía là Chu Thái, một phía là Hàn Dương xông ra một lượt. Phía trước Phan Trương phủ vây Hoàng Trung vào giữa, Hoàng Trung cố sức chống cự lại nhưng bị trúng tên, may nhờ có Quan Hưng, Trương Bào đến cứu. Lưu Bị nghe tin Hoàng Trung trọng thương thì đến thăm. Đến nửa đêm, Hoàng Trung tắt thở, Lưu Bị đau buồn, sai đưa về thành đô chôn cất tử tế. Cuộc đời của Hoàng Trung gắn liền với cây cung, mũi tên, và khi chết ông cũng ra đi vì mũi tên ứng với câu nói, sinh nghề tử nghiệp. Tuy nhiên, tình tiết này cũng là do nhà văn La Quán Trung hưa cấu ra, bởi Hoàng Trung mất trước khi Lưu Bị dẫn quân đi đánh Đông Hồ. Theo sử liệu, năm 220, sau khi mất Kinh Châu và Quan Vũ khiến Lưu Bị nóng lòng muốn báo thù Đông Hồ. Tuy nhiên, lúc đó lại xảy ra nhiều biến cố, nên một năm sau Lưu Bị mới đem quân đi đánh Đông Hồ được. Trong khi toàn quân đang tập hợp chưa xuất phát, thì ông lại mất Trương Phi vì các thủ phạm Hạ Cương, Trương Đạt sát hại sau đó hai người này sang hàng Ngô. Lưu Bị đau đớn, muốn trút hết căm giận lên Tôn Quyền. Tháng 8 năm 221, ông hạ lệnh tập trung quân ở Giang Châu. Vì Hoàng Trung đã mất, ông để Ngụy Diên và Mã Siêu phòng Tào Ngụy phía Bắc, cùng các tướng Mã Lương, Hoàng Quyền, Trình Kỳ, Trương Nam, Ngô Ban, Phùng Tập và Triệu Vân lên đường. Trong sử sách cũng có viết Hoàng Trung mất là lâm bệnh, chứ không phải chết do bị trúng tên như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Sau khi Hoàng Trung mất, ông được đặt tên Thụy là Cương Hầu. Khi ấy không rõ ông thọ bao nhiêu tuổi, nhưng đời sau khi nhắc đến người già mà sức còn dẻo dai, thương ví với Hoàng Trung. Quý vị thân mến, Đinh Phụng hay Hoàng Trung đều là những vị tướng có đóng góp rất lớn đối với thời đại Tam Quốc. Cuộc đời họ là những bản anh hùng ca bi tráng của lịch sử, là tấm gương mà thế hệ sau cần học tập và chiêm nghiệm. Còn quý vị nghĩ sao về những nhân vật lịch sử này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!